Trong kính quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cô ông bà, anh chị em và quý vị không cùng tôn giáo với chúng tôi, nhưng ngày hôm nay vì tình liên đới sự hiệp hành, quý vị cũng đến đây hiệp dâng với ngày dâng hoa cung nghinh Đức Mẹ và mừng kính Thánh Giuse. Thưa cộng đoàn phụng vụ, dụng cụ thợ mộc thời 4.0 tất cả đều bằng máy. Ngày hôm nay chúng ta thấy có máy cưa lọng, máy chà nhám, máy bào, máy đục, thước cuộn và bút đánh dấu. Vì có những hiện tại công cái dụng cụ hiện đại như vậy, cho nên một số sản phẩm hay nhiều sản phẩm khác rất được nhanh chóng và hoàn thiện. Nhưng mà người thợ mộc ngày xưa thì không có dụng cụ tối tân hiện đại như thế, với một dụng cụ rất thô sơ, và để thành sản phẩm cũng khá lâu, mất công sức. Và một trong những dụng cụ không thể thiếu được đó là chiếc thước vuông. Chiếc thước này để đo cắt gỗ, khớp các góc vuông của đồ vật. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Thánh Giuse trên lễ đài, một tay cầm cành huệ nói lên sự công chính, và Thánh Giuse là đấng trinh khiết, còn một tay kia cầm chiếc thước vuông như diễn tả Thánh Giuse làm nghề thợ mộc. Nhờ có cái thước mà Thánh Giuse đã luôn sống ngay thẳng, tuân hành thánh ý của Thiên Chúa. Phúc âm đã kể lại 3 lần Thiên Thần hiện ra trong cơn giấc mộng, báo tin cho Giuse biết ý định của Thiên Chúa, và lần nào Giuse cũng đã khiêm nhường trong sự phó thác, kính cẩn, nghiêng mình, thưa lên tiếng xin vâng mà không một lời than van trách móc. Lần thứ nhất Thánh Giuse đã xin vâng để đón nhận Maria về làm bạn mình dù đang phân vân và nghi ngờ. Lần thứ hai, Thánh Giuse đã xin vâng đưa mẹ Maria và hài nhi Giêsu lên đường trốn sang Ai Cập. Và lần thứ ba, Thánh Giuse đã xin vâng để trở về Israel định cư tại Nazareth. Và cả 3 lần, Thánh Giuse đều vâng lời một cách mau mắn, không đặt vấn đề và cũng chẳng hỏi tại sao lại như vậy. Cái điều thứ hai, nhờ cái thước, Thánh Giuse đã có trách nhiệm nuôi sống gia đình Nazareth. Phúc âm cũng không để lại cho chúng ta nhiều chi tiết, nhiều vấn đề, nhưng chắc chắn Ngài là một người thợ mộc siêng năng và cẩn mẫn. Tại Nazareth, Thánh Giuse đã làm việc bằng chính đôi tay cẩn mẫn của mình để dưỡng nuôi con Chúa và Đức Maria, để bảo vệ và gìn giữ sự bình yên, hạnh phúc của gia đình. Để có được một mái ấm hạnh phúc gia đình như thế, chắc chắn Giuse đã phải bươn trải sớm hôm, ra sức làm việc đêm ngày, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, như bao nhiêu người lao động khác tại Nazareth, mới kiếm ra được cái gì của ăn để nuôi sống cho vợ con, giúp gia đình vượt qua mọi sóng gió khó khăn trong cuộc đời. Điều thứ ba, nhờ cái thước của Thánh Giuse, Ngài đã lấy lời Chúa làm mực thước trong cách giáo dục con cái. Bởi vì khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai, những người quê hương của Chúa Giêsu đã ngạc nhiên trước sự khôn ngoan của Chúa, nên họ đã bàn tán thì thào với nhau: bởi đâu ông này được khôn ngoan như thế? Ông ấy chẳng phải là con bác thợ mộc Giuse đó sao? Khi nói như vậy, những người đồng hương của Thánh Giuse đã thừa nhận Ngài là một người chăm chỉ lao động và cẩn mẫn trong vai trò của một người chồng, người cha, người trụ cột trong gia đình. Dù Chúa Giêsu là con nuôi và mẹ Maria là người vợ trinh khiết, nhưng mẹ đã được Thánh Giuse tận tình chăm sóc, bảo vệ bằng tất cả khả năng và sức lực của mình với sự tận tụy và trung thành. Đối diện với những thử thách và gian nan,
Thánh Giuse đã dùng đôi tay đầy nghị lực của người cha, người chồng gương mẫu mà dẫn dắt thánh gia vượt qua. Để bảo vệ thánh gia, giữa một đêm khuya, người đưa Chúa và Đức Mẹ trốn sang Ai Cập, rồi cũng đang đêm, người lại đưa Chúa và Đức Mẹ về Lazareth. Để chăm sóc và dưỡng nuôi Chúa Giêsu và Đức Mẹ, Thánh Giuse đã cần mẫn siêng năng trong âm thầm lặng lẽ nơi xưởng mộc. Người đã trở thành người thợ tuyệt diệu xây dựng ngôi nhà của Chúa và cũng là mái ấm của tình yêu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay cùng với giáo xứ An Hải, mọi người đến đây tham dự nghi thức dâng hoa cung nghinh Đức Mẹ. Và đặc biệt là chúng ta mừng lễ Thánh Giuse thợ là quan thầy của giáo xứ An Hải. Hôm nay chúng ta mượn chức thước của Thánh Giuse để trở về với môi trường sống là nơi giáo xứ, giáo họ, là công ty xí nghiệp, là trường học, là cộng đồng làng xã hay xóm lối. Để làm gì? Để lời Chúa là thước đo của đời sống đức tin. Vì sống lời Chúa chính là soi mình vào tấm gương của Đức Giêsu và noi gương Thánh Giuse. Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Chúng ta hãy cầm chiếc thước của Thánh Giuse để đo sự thành thật ngay thẳng với nhau trong giữa một hội đoàn, một cộng đoàn, một công ty xí nghiệp, trường học hay bệnh viện. Chúng ta hãy sống chuẩn mực nơi hàng xóm lối phố, nơi dân làng của chúng ta. Chúng ta hãy sống công bình và ngay chính, không gian dối nơi môi trường, công sở, phố chợ. Chúng ta mượn chiếc thước của Thánh Giuse để trở về thành những thành viên của đời sống gia đình, để sống noi gương Thánh Giuse. Trước hết những người vợ, chúng ta lấy tư tưởng của Thánh Phaolô: người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa. Còn đối với người chồng, chúng ta cũng lấy tư tưởng của Thánh Phaolô: người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Còn những người cha, người mẹ thì làm gì? Người cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Còn những người con, hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp ý Chúa. Chúng ta hãy mượn chiếc thước của Thánh Giuse để âm thầm sống trong sự thinh lặng, bởi vì cuộc sống ngày hôm nay người ta bon chen, người ta ồn ào, người ta náo nhiệt. Để chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa trong mỗi biến cố của cá nhân và gia đình cũng như cộng đoàn chúng ta. Những biến cố ấy có thể là niềm vui, cũng có thể là nỗi buồn. Những biến cố ấy có thể là thành công và có thể là thất vọng. Những biến cố ấy có thể là mạnh khỏe và cũng có thể là đau bệnh, vân vân. Chúng ta hãy mượn thước của Thánh Giuse để sống chuẩn mực, đo cách cư xử với nhau trong cuộc sống, vì chính chiếc thước đó sẽ đo sự cái lòng bác ái, từ bi, từ tâm, để lòng yêu thương của con người luôn ngự trị nơi môi trường sống của chúng ta, để mỗi người sống chuẩn mực đạo đức giữa con người với con người, giữa anh chị em với nhau, được đong đầy bằng tình yêu chứ không đong đầy bằng tiền bạc hay danh vọng. Những thứ mà chúng ta trao cho nhau, ai cũng muốn những thứ đó phải đẹp về hình thức, về chuẩn mực, về nội dung. Nếu chúng ta biết dùng chiếc thước của chuẩn mực, của tình liên đới, của sự yêu thương, thì tất cả những món đồ, món quà ấy trở nên tinh túy và trân trọng hơn. Trước khi chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta còn nghi ngờ chiếc thước của cuộc đời chúng ta, bởi vì có thể cái thước ấy nó không vuông vắn, có thể cái thước ấy nó ngắn, có thể cái thước ấy nó dài, do cái sự lệch lạc của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy đến mượn chiếc thước của Thánh Giuse, mọi sự được giải quyết hết, bởi vì Thánh Giuse trong lời kinh, Ngài là có người quyền thế trước mặt Thiên Chúa, sẽ làm cho những thanh gỗ khô ráp của cuộc đời chúng ta thành những đồ hữu dụng của tình yêu thương bác ái con người. Và khi kết thúc hành trình ở trần gian này, chiếc thước của chúng ta sẽ đo những cái gì mà chúng ta đã làm được ở trần gian này, để chính Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho ngôi nhà hạnh phúc trên trời sẽ được chính Thánh Giuse đo đạc hết sức cẩn thận. Lúc đó chúng ta có được niềm vui trên trời cùng với Thánh Giuse trên trời. Xin Chúa chúc lành
cho mỗi người chúng ta nhờ lời bầu cử của Thánh Giuse và Đức Mẹ luôn ban sự bình an và luôn luôn mỗi người noi gương Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse sống mẫu mực trong đời sống đức tin, đời sống cộng đoàn cũng như đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Xin chúc mừng và xin Chúa chúc lành cho chúng ta.